Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và video của ngày hôm nay mình sẽ quay cập nhật những cái sản phẩm mà hiện tại shop mình còn sau khoảng đâu đó là hơn 3 tuần các bạn, hơn 3 tuần giãn cách xã hội thì xem là shop mình còn những sản phẩm gì nha các bạn. Thì nói chung hiện tại thức ăn đồ á, thì thức ăn dặm á, thì mình còn nhiều, còn thức ăn ngũ cốc thì hiện tại là đã hết hàng luôn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lòng trước đi. Lòng thì có lòng táo rồi nè. Đó, lòng táo thì còn khá là nhiều nha các bạn. Lòng vận chuyển táo, lòng hoàng tử, size lớn, và lòng ngũ sắc size lớn, lòng hang ngăn, lòng hang 1 tầng, 2 tầng, rồi lòng cung đình 2 tầng, hoàng tử 2 tầng, lòng đại, full phụ kiện, và lòng hang 1 tầng. Lòng đại thì hiện tại mình còn cái mẫu full phụ kiện nữa nha các bạn. Còn cái mẫu mà tặng kèm bình nước với lại chén ăn là hết hàng luôn rồi. Đó. Rồi phía dưới này thì còn nhà sứ nè. Đó, nhà sứ còn mấy mẫu này, chén ăn sứ. Đó. Rồi nhà trứng khủng long dành cho bia. Có nhiều bạn hỏi mình á, bia hai con chui vào nhà này được hay không, thì mình đảm bảo bạn luôn là chui vào bình thường. Rồi nhà tắm, bồn tắm, nhà tắm xe nhỏ xe lớn, bồn tắm có luôn, chân bình nước. Rồi nhà tắm tam giác Mika, loại này rất là bền nha các bạn. Rồi nhà ngủ gỗ thì mình còn size lớn cho bia nè. Đây, cái mẫu này thì hôm trước mình có quay riêng một cái video cho bạn xem á, size này mình đã nâng cấp lên cái bề rộng của nó rất là nhiều, cho nên là 1 đến 2 con bia chui vào đây cũng rất là ok luôn nha. Rồi, nhà gỗ nhỏ. Queo size lớn này mình còn nhiều nha các bạn. Queo 15 cm nè, dành cho bia nha. Đó. Rồi trên này là queo nhựa mica, size là 12 cm, dành cho các dòng chuột nhỏ bằng nhựa và mica, có thể nhìn thấy được nha các bạn. Có màu nhưng mà nó cũng trong chứ không có phải là mica nhựa trắng bình thường. Rồi phía dưới này là bình nước chân không. Đây, bình nước chân không hình như là có 15.000 bình thôi các bạn. Bình nước chân không thì mình còn nhiều á. Các bạn nào mà nuôi tách đồ đó thì có thể mua bình này, xài cũng rất là ok. Còn các bạn mà nuôi mà luôn á thì các bạn mua bình 80 và 125ml giúp mình. Rồi mày răng viên, loại viên có hương thơm và loại viên san hô. Viên san hô là hình như là 12.000 một viên nha các bạn. San hô thì mắc hơn cái loại viên thường tí. Viên thường thì 10.000 thôi, san hô 12.000. Rồi chổi vệ sinh. Cái bộ này là bộ nhỏ nha các bạn, cho nên là các bạn sử dụng lòng hoặc là hộp kính rồi đó, vệ sinh nó sẽ thuận tiện hơn. Bình nước 80 và 125ml mình còn đủ hết, mình cập nhật trên Shopee á. Đó. Rồi đây là chai khử mùi, giá hình như là 20-25 ngàn hay gì đó, mình không nhớ rõ nó có gì, các bạn lên Shopee xem giúp mình nha. Rồi vitamin, vitamin thái nè, thuốc tiêu chảy nè. Rồi cái chai này là cái chai mà để vệ sinh chuồng các bạn, những cái vết bẩn mà đóng lâu ngày á, mình có làm riêng một cái video này cho các bạn xem rồi. Và tắm khô, đây tắm khô này mình thấy các bạn rất là thích luôn nha. Tắm khô cho hamster, thỏ, bọ đều ok hết. Nói chung là cái dòng bét nhỏ nó có hai hương là hương hoa hồng và hương chanh nha các bạn. Cây chùm, đây cây chùm một bịch bự chà bá luôn mà chỉ có 10.000 thôi nha các bạn. Đó, một bịch này mà các bạn nuôi hai con rồi cho nó ăn khoảng tháng luôn á. Đó, các bạn để một cọng vào chuồng thôi, để chừng nào mà thấy nó cạp hết thì các bạn lấy cái cọng ra thôi. Rồi giấy lót dành cho những bạn nào nuôi chuột đẻ nha, cái loại này nó không có bụi. Và queo chạy nhựa size 12 cm vẫn còn hàng, giá rẻ bèo 20.000. Rồi còn trong này là cái hộp của cái queo nhựa mica các bạn. Đó, queo nhựa mica các bạn mua thì sẽ có một cái hộp riêng nha. Còn queo nhựa có chân thì nó không có, thì giá nó rẻ rồi cho nên là không có hộp, nhưng mà mình đóng gói thì mình sẽ hộp xốp cho các bạn. Rồi về thức ăn, đây thức ăn ngũ cốc cơ bản hết hàng, còn vài bịch một tí mình gói nữa là hết luôn các bạn, còn chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Còn đây là thức ăn siêu bổ nha các bạn. Đây thức ăn siêu bổ này á thì hôm trước có vài bạn nói mình là bán cái bịch này 40.000 mắc, 40.000 nửa ký các bạn, bịch này nửa ký nha. Thì mình nói rõ với các bạn luôn là tất cả sản phẩm mình shop mình là tiền nào của nấy. Đó, mình không có bán mắc đâu. Mình bán mắc cho các bạn thì mình cũng không có vui đâu các bạn. Mình bán sản phẩm giá hợp lý, các bạn mua xài ok, ủng hộ mình lâu dài thì cái đó mình mới vui nha. Còn bán mắc mà lấy tiền của các bạn thì mình cũng không có là vui vẻ gì đâu. Cho nên là các bạn cứ yên tâm mà mua hàng bên mình. Còn đây là thức ăn cơ bản thì các bạn đã quen thuộc rồi, giá vẫn như cũ 25. Đó, nhưng mà hết hàng nha. Thức ăn siêu bổ và cơ bản hết hàng, còn bao nhiêu đó một tí mình gói trên Shopee nữa là hết luôn. Mụn cưa cũng rất là ít, chắc mình gói chiều nay là hết luôn các bạn. Các tấm cũng còn rất là ít nha các bạn, các sang còn nhiều, mùn thơm còn nhiều. Đó, còn các Ấn Độ thì hết nè, các body trắng thì cũng gần hết luôn.
Và về thức ăn dặm thì mình còn đủ á nha các bạn. Chỉ có sâu nhỏ, sâu gạo á thì hiện tại mình đang hết hàng. Và mình còn sâu chung thôi, các bạn có thể lấy sâu chung thay thế vào giúp mình. Đó, đây kỹ tử, mè đen, bột cuộn, phô mai, rồi kẹo trái cây, kẹo rau củ, rồi kẹo bánh mì răng. Đây, bánh mì răng xanh, xanh. Rồi cá sợi, cua sợi thì không có hàng rồi, cá sợi vẫn còn hàng. Yến mạch, hương dương, bánh xương, sâu xay chung nữa các bạn. Xay nhỏ thì mình hết rồi, mình còn xay chung, các bạn có thể mua ủng hộ mình ha. Giá thì nó vẫn như là xay nhỏ luôn. Trọng lượng một trong một bịch như vậy thì vẫn như là sâu xay nhỏ luôn nha các bạn. Không khác gì hết, chỉ khác cái size của con sâu này nó lớn hơn một tí. Bánh chó nè các bạn, bánh chó nâu nha. Các bạn một bịch này thì các bạn trộn ra 3 bịch nửa ký là vừa nha. Rồi, cành táo mày răng đây. Rồi, ok, thức ăn dặm thì nói chung thì cũng còn khá đầy đủ á. Đó, tới mười mấy món lận. Các bạn có thể lên cái link Shopee ở dưới phần mô tả của cái video này, các bạn tham khảo giá cũng như đặt hàng trực tiếp luôn giúp mình nha. Tại vì hiện tại bên vận chuyển thì hàng rất là nhiều và nó kẹt rất là nhiều, cho nên bên vận chuyển cho mình nó không có nhận hàng gửi thường bên ngoài nữa. Cho nên là những bạn nào mà đặt hàng ở trên Facebook hoặc là Zalo đó thì các bạn thông cảm giúp mình, qua giãn cách mình thấy ok, mình ổn thì mình sẽ sắp xếp gửi cho các bạn đặt hàng qua Facebook hoặc là Zalo. Còn hiện tại thì đa số là mình nhờ các bạn lên cái trang Shopee bên mình đặt hàng luôn, cũng như là áp cái mã Shopee voucher vào và Shopee nó sẽ giảm ship khá là nhiều nha các bạn. Mình thấy có nhiều bạn đặt ở trên Shopee rồi áp mã vào nó giảm tới 30 mấy 40 ngàn, có đơn thậm chí nó vi ship luôn. Thì cũng tùy theo đơn, cái tiền ship đó thì Shopee nó tính, cho nên là mình không có can thiệp vào được nha. Tại vì có nhiều bạn hiểu lầm mình là cái tiền ship đó mình tính á, thì đặt hàng ở trên Shopee là hoàn toàn Shopee nó quản lý hết, mình không có can thiệp gì vào cái phần của Shopee hết nha các bạn. Rồi, và một điều nữa mình muốn nói với các bạn, mà có mình thấy có nhiều bạn đặt hàng ở trên Shopee á mà đặt xong rồi cái bạn, những bạn đó canh từng giây từng phút đó, coi là mình có chuẩn bị hàng chưa, gửi hàng ra kho hay là chưa đó. Thấy mình một vài tiếng gì đó mà mình chưa có chuyện gửi hàng ra được đó, là các bạn đó hủy đơn đó, hủy ngang luôn mà không thèm nói nhắn hoặc nhắn một cái từ gì đối với mình luôn đó. Thì các bạn đặt hàng, khi mà các bạn đặt hàng ở trên Shopee á thì các bạn quyết định đặt rồi thì các bạn hãy bấm vào cái nút đặt hàng giúp mình nha. Còn mà các bạn mà đặt hàng mà các bạn gấp quá đó, các bạn muốn gửi liền là không có được. Tại vì á, không phải là mình phục vụ một mình bạn không, mình còn phục vụ rất là nhiều đơn cho những bạn khác nữa. Thì cái quy trình gói hàng của mình á, là ví dụ như là chiều nay mà các bạn đặt đơn thì mình sẽ để đơn các bạn qua ngày mai, có thể là sáng mai hoặc là chiều mai mình sẽ gói. Còn những bạn nào mà đặt hàng vào buổi sáng, ví dụ buổi sáng nay luôn, thì chiều nay mình sẽ gói luôn. Đó, đó là cái quy trình gói hàng của mình từ xưa tới giờ đó. Thì các bạn hiểu giúp mình ha, chứ các bạn đặt hàng vừa lên đơn ở trên Shopee các bạn kêu mình gói gửi cái kho liền là không có được, tại vì mình còn nhiều đơn khác mình cần phải giải quyết nữa, mình không thể nào mà phục vụ riêng một mình các bạn được. Cho nên là các bạn đã quyết định đặt đơn rồi thì hãy bấm vào cái nút đặt hàng giúp mình, rồi để đó từ từ mình sẽ giải quyết từng đơn hết. Và mình hứa là sẽ không bao giờ ngâm hàng đâu, các bạn đừng có lo. Ngâm hàng thì mình gói bù vào nó mệt thôi. Còn ở ngoài này là giấy nè các bạn, đây giấy thùng mua đó, giấy thùng này không hề rẻ nha các bạn, rất là mắc luôn. Tại vì hiện tại người ta sử dụng rất là nhiều để gói trái cây đồ các bạn, có trứng đồ để trứng rồi đó, trứng gà trứng vịt đồ đó rất là nhiều, nên là mình mua thì mình cũng tìm dữ lắm mới được đó các bạn, chứ không dễ có đâu. Ở bên đây là mút xốp nè, đấy mút xốp mua để sẵn rồi để gói hàng cho các bạn thật là an toàn ha. Rồi giấy để ngoài kia. Rồi, và các bạn nào đặt hàng thì vào cái trang Shopee giúp mình nha. Trong thời gian tại đặt hàng trên Shopee giúp mình. Ở qua giãn cách thì những bạn đặt hàng ở trên Facebook hoặc là Zalo đó, mình sẽ sắp xếp và gửi hàng lại cho các bạn. Và hiện tại thì sản phẩm bên mình còn những gì thì mình sẽ cập nhật chi tiết ở trên Shopee hết, cũng như là số lượng hết. Sản phẩm nào hết hàng thì mình sẽ để trên Shopee là hết hàng. Đó, vậy thôi, thì các bạn đặt hàng nó sẽ thuận tiện hơn. Còn những bạn nào mà không biết đặt hàng ở trên Shopee thì liên hệ qua Zalo hoặc là cái trang đó không cần giúp mình. Mình sẽ gửi riêng một cái video để hướng dẫn cho các bạn đặt hàng. Các bạn chỉ cần tải app Shopee về và làm theo vài bước trong video mình hướng dẫn là các bạn sẽ đặt được một cái đơn hàng rất là đơn giản nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và các bạn có thêm thắc mắc gì về những cái sản phẩm bên mình á thì các bạn cứ inbox vào cái trang Facebook của mình nha. Mình sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Và nếu như thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.